Hàng ngàn người Bangladesh biểu tình phản đối cuốn phim Bài Hồi giáo ở thủ đô Dhaka, tin từ Dhaka. Khoảng 10.000 người Bangladesh đã chiếm lĩnh mọi con đường của thủ đô Dhaka trong ngày hôm qua để biểu tình phản đối cuốn phim video của Hoa Kỳ và truyện tranh của một tạp chí Pháp đã phỉ báng tiên tri Muhammad của đạo Hồi, khiến cho cơn giận bùng lên và lan tràn khắp thế giới Hồi giáo. Sau buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu, những người biểu tình đốt hình đồng của Tổng thống Barack Obama bên ngoài thánh đường Baitul Mukarram, được xem là ngôi đền thờ lớn nhất ở Bangladesh, vừa hô vang những khẩu hiệu chống đối, vừa xé và đốt cờ Pháp lẫn cờ Hoa Kỳ. Sau đó, bốn tổ chức Hồi giáo là Islami Oikio Jot, Islami Oikio Andolon, Khilafat Andolon và Jamiat Talabey Arabia dẫn đầu đoàn biểu tình, biến thành một cuộc tuần hành rầm rộ trên khắp đường phố Dhaka. Trong suốt thời gian qua, nhiều đài truyền hình địa phương của Bangladesh bận rộn với các tin tức về cộng đồng Hồi giáo, tổ chức biểu tình trong nước lẫn ngoài nước, biểu lộ sự giận dữ của họ trước chính phủ Hoa Kỳ, Pháp và cả Israel. Tình trạng an ninh được thắt chặt chung quanh các khu vực biểu tình ở thủ đô Dhaka. Các nhà chức trách đã điều tới hàng trăm nhân viên cảnh sát và những binh đoàn tinh nhuệ được trang bị vũ khí đầy đủ để ngăn chặn bạo động. Cảnh sát Bangladesh cho biết là chính phủ Pháp đã cho đóng cửa tòa đại sứ Pháp và ba trung tâm văn hóa Pháp ở thủ đô nước này. Hiện nay có khoảng 90% trên tổng số 153 triệu người dân Bangladesh theo đạo Hồi giáo.